Ừ, nhiều nhiều. 50 cây củ anh Chính. Rồi, đặt xong nhỏ tay lên nha, tiền sáng ăn thua nha. Rồi, tiền sáng ăn thua nha, đặt xong nhỏ tay lên nha. Rồi, đây, coi đi. Nói nhiêu nút mày? Nhiêu một quài mày? 9 nút nè con. 8 nút nha, là mộ bố. Xui dữ vậy trời. Xui là chút tiền. Không mà bạn xui á, tôi 9 nút. 8 nút là đội ăn. Rồi, 9 nút chạy vô nè, 9 nút chạy vô nè, 2 nút lận nè. Rồi, bù rồi. Anh hai à, bây giờ chỉ còn có anh mới giúp được em thôi, chứ em hết cách với thằng này rồi. Nó kìa. Nó. Con làm gì vậy? Làm gì đâu, tính qua nhà mấy bạn nhậu chứ đâu làm gì. Con đứng đó con chờ mẹ chút đi. Rồi, hôm nay làm ăn sao rồi? Ôi, cũng... Cho mấy xì. Làm ăn bình thường mà cho mấy xì. Thái, con lại lấy tiền của mẹ đi cờ bạc nữa đúng không? Lấy tiền vậy? Tiền mẹ để trong tủ đâu? Tiền mẹ mày hỏi con biết gì đâu. À, con lấy rồi móc túi ra đưa cho mẹ trả đi. Trời ơi, người ta không lấy rồi. Mẹ có gì đâu con đi à. Cái gì vậy? Không. Ở sau đây nè. Cái đó tiền đó. Con nha. À, lấy tiền mày không? Gì vậy Thái? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con từ bỏ cờ bạc đi. Mà con cứ như vậy hoài làm sao mẹ sống nổi đây hả Thái? Cờ bạc gì mẹ ơi, con chơi với bạn 5 ngàn 10 ngàn uống nước thôi. 5 ngàn 10 ngàn mà về lấy tiền mẹ vậy hả? Cậu hôm nay qua đây á là cậu biết mày nghiện rồi. Cậu muốn dắt mày về á giúp mày cai nghiện. Con có nghiện gì đâu mà cai. Mày nghiện cờ bạc chứ nghiện cái gì? Không ai đến 5 ngàn 10 ngàn mà về lấy tiền gia đình vậy á. Cậu nói mày nghiện rồi, đi cai đi Thái ơi. Con chơi vui thôi chứ cai nghiện cái gì đâu mà cai. Bây giờ mày nói mày không nghiện đúng không? Không. Về nhà cậu ở chừng 3 ngày cậu test là ra biết mày nghiện hay không. Cậu rảnh lắm hay gì vậy? Rảnh về lo gia đình đi. Tại vì mày nghiện cậu mới giúp mày cai. Nghiện đâu mà nghiện, con không biết, cậu biết cậu hay quá. Trời ơi, cậu người lớn cậu nhìn một cái là cậu biết mày nghiện hay không nghiện à. Ôi người lớn là hay, người lớn gì cũng đứng không. Nào bây giờ vậy nè, cá không? Sao? Con qua nhà cậu 3 ngày, con mà đụng vô cờ bạc con chung cậu 3 triệu. Còn con không đụng vô cờ bạc, cậu chung con 3 triệu chơi không? Là mày thua luôn rồi đó. Mắc gì thua? Mày mới xếp kèo cá độ với cậu đó. Phải không? Họ kèo thì thua lẹ luôn á. Mày thua lẹ chứ. Thôi, đi về cai nghiện với cậu ha. Mà kèo này chưa chốt đâu nha. Chưa chốt nhưng mà vẫn muốn chốt không? Không, không muốn chốt bây giờ cai nghiện cậu. Em yên tâm, giao nó cho anh là đâu vào đó hết. Cảnh lắm tự nhiên vợ. Đi rồi. Cậu ừ. Có cờ tướng không? Mấy chơi cờ tướng chơi. Đánh nhiều? Thì chốt thì ăn 20 thôi. Đó, nữa đó. Vậy rồi đòi cá với tôi. Bỏ không phải bỏ từ từ chứ sao mà bỏ liền cái rụp được chứ rồi. Cậu nghiện trà. Cái con kêu cậu đừng uống trà nữa, bỏ ngay liền đi. Bất cứ cái gì cũng vậy, để tránh mà nghiện á thì chúng ta cần phải tâm tịnh mới buông bỏ được. Mà muốn tâm tịnh á, bước đầu chúng ta phải tập thiền, loại bỏ được tham sân si. Buông bỏ được tất cả thì con kể cả bậc cơ bạc cũng buông bỏ được. Tập trung đi, tập trung đi. Con có biết làm cái đó đâu cậu. Đơn giản lắm. Đầu tiên chúng ta cần phải ngồi một cái tư thế nào thoải mái nhất mà con nghĩ đó. Vậy cũng được. Tư thế thoải mái nhất là tư thế mà con có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mà không bị trật khớp. Thì... Ủa? Chưa thoải mái hả? Chưa. Chưa lắm ha. Thử ngồi xíu ngồi. Rồi vậy đi. Rồi vậy đi ha. Nhắm mắt lại. Quán hơi thở của mình. Quán là gì? Ân quán. Ơ lộn. Lộn. Quán là theo dõi, dõi theo nhịp thở của mình. Mà để mà dõi theo một cách gọi là những bước đầu á, con nên đếm đó. Đếm cái số lần hít ra thở vào á. Rồi đếm tới bao nhiêu số? À, lâu nhất có thể, hoặc là con thôi tạm thời là 100 đi ha. Hôm nay là 100 đi, thử coi. 1 2 3 4 5 6. Thôi. Cái gì vậy, chỉ có chó mới thở kiểu đó thôi. Con đếm cái nhịp thở của con mà con đếm 3 4 5 6 7 8 là con phải thở. Chứ giờ đếm gì tới chừng nào, tới sáng mai mới tới 100 á. Phải tập kiên nhẫn chứ, đó mới gọi là thiền định. Nó con đang còn tham sân si trong đầu, con đang để ý đến những cái mà làm cho con khó khăn, không có buông bỏ được. Thì làm sao mà buông bỏ được cờ bạc, đúng không? 8 9
10 bôi tâm dạ. Kêu đếm nhịp thở chứ không có kêu đi sảnh. Nó từ từ chứ sao cậu mà cậu... Từ từ cũng phải đếm số thôi chứ. Giờ trong đầu con nó có nhiêu đó à. Trời ơi nói con thiệt cũng phải buông bỏ đi. Trời ơi đánh cờ bạc là chỉ có nó thua thôi. Cờ bạc là phải có thua có thắng chứ sao mà chỉ có thua. Tại con không biết á. Đa số cờ bạc có thể quyết định thắng thua. Trời, nói giống như mình gành lắm vậy. Đi theo cậu. Ai xỉu ra. Đi bớt. Bớt đâu đi đâu đâu thầy tưởng bỏ rồi chứ thì giờ con đấu chơi đâu giờ con theo phụ cái à. Phụ cái hả trời ơi thì sao thầy đâu ở đây dắt thằng cháu qua tại thằng cháu của chú á là đang không có tin mấy cái chuyện mà cờ bạc mình có chỉnh kết quả được à, thì nhờ mấy thằng ngu ngu vậy con mới làm ăn được chứ thầy có hay chưa tin chưa tin chưa rồi không có gì không có gì vô chơi không có chuyện đó được sao mà chỉnh được lấy đồ nghề ra lấy đồ nghề ra thôi coi đây coi đây nè để nó lắc nè thấy không đó bây giờ nhà con nè đặt tài nhiều bây giờ anh bấm vào tài nè bấm nè thấy giờ ra tài liền cái sau cho gấp đôi cái sau gấp đôi ok chưa tin chưa chưa tin lắm à, thử cái nó coi thử cái trời nè trời ơi vậy mà cũng công nghệ dữ vậy kỹ kỹ lại cho nó nha kỹ kỹ từ từ thôi cái này tôi làm chậm chậm nè ngó nha rồi để nó lắc đi nè thấy không đang tải không tải mà xỉu à đặt ít nè phải qua xỉu không thôi là nó đập là chỉnh nè bấm nè ủa cái gì thấy không chậm rồi chết mẹ nó lỗi tao tao chạy mày mày của mày ủa gì vậy nó ăn cờ bịp chúc mày luôn giờ con tin là kết quả có thể dàn xếp chưa không biết rồi về đánh cỡ nào cũng thua. Ai, tính ra này cũng dễ trị mà. Anh nghe nè. Anh Hai ơi, anh dạy sao mà giờ thằng Thái lấy tiền đi mua đồ cờ bạc bịp kìa. Lỗi anh. Sao bỏ tay lên nha. Rồi nè, giả lên xỉu. Rồi Bảo ơi. Bảo luôn. Sao chú buồn vậy chú? Ờ thì chú. Ủa con có chơi cờ bạc không? Không. Nói nào ngay chú có thằng cháu nó mê cờ bạc quá rồi chú mới dẫn đi coi cờ bạc bịp để nó biết đánh cỡ nào cũng thua nó bỏ cờ bỏ bạc ai về đâu nó thấy cờ bạc bịp ngon quá nó mua nguyên bộ cờ bạc bịp về nó đi bịp người ta chào chú thôi chú nó đang bịp ta đóng ê này chơi bạc bịp nè xúc nó lên em à biết nào lộ tin đập thấy mày đó luôn trời ơi cờ bạc bịp mà ném lộ máy lộ tổ gì đang thắng tự nhiên ôi nghĩ cờ bạc bịp dễ giàu lắm hả chứ sao quýnh bình thường thì có thắng có thua nhưng mà bạc bịp là chắc chắn thắng chắc chắn giàu cậu có một tấm gương bạc bịp bạc thường gì giờ cũng nghèo kiết xác để ý theo cậu vô đây nè tự nhiên vô núp núp gì vậy xuống kìa hai vợ chồng nhà này hồi đó giàu lắm giàu nứt vách luôn nhưng mà vì cờ bạc mới ra nông nổi này sao biết bạn bè làm ăn chúng nhưng mà bây giờ khi mà người ta buông bỏ người ta sống với nhau tuy là túp liều tranh nhưng mà có hai quả tim vàng hạnh phúc không ôi trời ơi 201 nha chỉ có 210.000 thôi mà người ta cảm thấy hạnh phúc dân chào thấy chưa đúng là kiếm đồng tiền bằng chính sức lao động của mình á cảm thấy nó thiêng liêng gì đâu á bao lô 3.000 con chó già bao lô 3.000 bao lô nhớ hồi đó anh đó bỏ rồi ta bỏ rồi chắc mới chơi lại á đi vậy rồi cứ chửi nè ơi là trời thiệt á bây giờ không biết nói sao với ông luôn á sao ông cứ đánh vậy hoài đó phải chửi như vậy mình đã theo nó cả tuần rồi sao mình không xỉu chủ đi đi về xỉu chủ là người ta được đi về lộn nhà
Bạn này đó làm ăn chung mà làm không có tới. Anh đi dẫn tới mấy cái chỗ tùm lao đâu. Đi ra đây, đi. Bây giờ đứng đây làm chí. Ở nơi đây mình chia luôn nha. Để con. Ủa, thua hả? Không, đi đá, đi đá. Người ta chơi bài mà chù người ta có ngày bể đầu. Rồi, trúng tiền luôn mày. Ủa, đái nữa hả? Mấy ông không đứng chù không, đái mà đái lắm á. Thua cũng do mấy ông không á, đứng chù quá. Không, muốn giống nó không? Nghĩ sao quýnh bài muốn thua? Mày thắng nó mày thấy vui không? Ủa vui chứ, vui chạy. Chưa đủ thấm rồi. Đi theo nó đi, đi. Đi nữa hả? Đi theo nó để cảm nhận, đi. Cái gì mà lén lén lúc lúc vậy? Kìa. Đó, nhìn đi. Đó. Cờ bạc là như vậy đó. Có người đánh, có người thua và có người dở dại. Dạ. Đó, bây giờ mày nghĩ coi, mày ăn tiền người ta rồi mày khiến người ta vô những cái hoàn cảnh chớ trêu như vậy, đau khổ, tủi nhục như vậy, mày có cảm thấy mày vui không? Mày hạnh phúc không? Dạ không, em biết rồi. Không không cảm thấy em 1-2 ngàn. Cái vụ kia. Dạ. Nhanh đi. Coi người ta hỏi cái gì? Trời ơi, nói là mày đánh bài, mày ăn tiền người ta nhưng mà khiến người ta vô hoàn cảnh như vậy, mày có thấy hạnh phúc không? Ủa thế ôm ấp hạnh phúc vui vẻ quá trời, còn cho tiền nữa. Có gì đâu ta? Lẽ giờ kêu nó đánh lại chứ trời. Ủa có đánh nữa? Có. Có nước nó vô đánh bài tiếp thì có. Thôi tào lao quá đi cậu ơi. Mệt cậu quá, đi theo cậu mệt quá. Ê, còn một đối tượng nữa, gặp không? Cậu sẽ dắt con đi gặp một cao nhân. Trước đây người ta gọi ổng là thần bài, đánh đầu thắng đó. Nhưng mà bây giờ thì ổng chọn cách về quê ở ổng, lên chùa bán nhang. Ủa, thần bài nhiều tiền không hưởng rồi tự nhiên đi lên chùa bán nhang? Gặp rồi con sẽ biết. Đi. Cao Phi. Mô Phật. Cái tên Cao Phi đã chết từ lâu rồi. Cậu, chắc ông này thần bại không? Nhìn kỳ á. Thưa Cao Phi, Cao Phi có thể nào nể mặt ta ôm lại một tí kỷ niệm để cho thằng nhỏ tin Cao Phi từng là thần bài không ạ? Cái dị dạng đau thương đó ta không muốn nhìn lại. Tại sao ta phải chứng minh? Thú thật với Cao Phi, đây là cháu ruột của ta. Nó bị mắc căn bệnh nghiện bài bạc nặng. Mong là Cao Phi nể mặt ta ôm lại một chút kỷ niệm, cho nó tin Cao Phi từng là thần bài, rồi sau đó đưa ra lời khuyên thì thằng nhỏ mai ra mới tin. Thôi được. Mời mọi người vô trong để ta lấy đồ chơi. Nhận con làm đệ tử đâu sư phụ? Để làm gì? Để con kiếm tiền, con giàu có. Kiếm tiền bằng cờ bạc à? Cờ bạc khi chơi có người thắng, có người thua. Khi ta là người thắng, ta có tiền đó. Nhưng mà những đồng tiền từ người thắng này là của những người thua kia. Những người thua kia phải bán nhà bán cửa, gia đình lục đục. Mình xài tiền đó mình có vui không? Thắng thì tạo nghiệp, thua thì chịu cực chịu khổ. Vì tại sao ta lại vướng vào nó? Tại sao ta phải lao đầu vào nó để tự chịu khổ chịu nghiệp? Bỏ đi khi còn có thể. Cậu ơi. Ồ, có chắc là ổng bỏ cờ bạc không sao, thấy lịch bóng đá rồi gà đá nữa. Rồi bộ đồ nghề này lấy trong chỗ đựng nha. À, có một chút nghi vấn. Bỏ cờ bạc không đồng nghĩa là mình trốn chạy nó. Mình sợ nó, mình chạy nó, mình né nó, thì là trong lòng mình vẫn còn có nó và mình sẽ vướng vào nó. Mình phải mạnh mẽ lên và đối mặt thẳng với nó.
đó nè. Hằng ngày tôi ở đây, lịch thì đấu bóng đá, gà nuôi tới cử chuẩn bị đá, đồ nghề xuất sắc, bài thì đủ thứ hết. Nó bao quay ta như thế. Nhưng mà khi ta đã đạt được cái chánh niệm rồi, ta không chơi. Gần bùn mà chẳng hối tánh mùi bùn, đó mới là chân lý. Quả thật là một đóa sen. Bỏ đi khi còn có thể và mạnh dạn đối mặt với nó. Alo. Đợi gọi sao? Điện xong rồi xá nha. Xá mấy xá nha. Một trái hả? À, rồi biết rồi, biết rồi. 30 chai đi, 30 chai. 30 chai cho chẳng. Ê, bữa trước còn 50 chai chưa đưa nha. Tính luôn nha. Rồi 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 rồi, chốt 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 chốt. Cậu ơi, cậu vẫn đi gặp ba cái đồ khỉ gió gì đâu không rồi. Không có, cô ý. Trời ơi, Cao Phi. Tôi thật sự thất vọng với ông. Ủa, mắc gì thất vọng? Kiểu này chỉ có nước là thiếu nợ lên đây trốn thôi chứ không có gì hết á. Ủa là sao? Nè, Thái ơi. Trời ơi. Thái à. Ủa gì vậy? Gì vậy? Lâm ngủ. Gì vậy? Ôi, sen cái gì mà sen nữa. Quắc luôn rồi. Ủa là sao? Một trái dừa với 30 chai dầu chiên của con có chưa Sùa ơi? À, trái dừa để chú chặt cho rồi chú gom dặn. Đi vô chùa trước đi, chú mang vô. Tí mang vô. Tháng rồi là thiếu 50 chai dầu ăn đó nha. Mai đưa. 30 là 80 á. Mai đưa, mai đưa. À, một trái dừa 30 cái. Hình như mấy câu này nó hơi nhạy cảm đúng không ta? Trái 30 chai. Rồi đó mình cá độ đá banh là nói y như con này nè. Không lẽ mấy người đó hiểu lầm mình sao? Mô Phật. Nếu có hữu duyên gặp lại, mình sẽ giải thích cho họ hiểu. Trời ơi, bỏ cờ bạc giùm cậu đi mà Thái. Nha. Cậu làm hết cách luôn rồi á. Làm ơn bỏ cờ bạc giùm đi, cho cậu khỏe. Cậu ơi, con không có bỏ cờ bạc được đâu cậu. Vì cậu có mấy trăm cho con mượn, hôm nay con đóng lãi cho người ta rồi. Mày nghiện đến mức bây giờ mày mắc nợ luôn hả Thái? Má cậu thua mày luôn rồi. Mày nghĩ cậu rảnh lắm hả? Cậu rảnh cậu đi tìm hết mọi cách năn nỉ mày gãy lưỡi để mày bỏ cờ bạc hả? Là cậu thương mẹ mày. Mẹ mày quá khổ với mày rồi Thái. Bây giờ mày mê cờ bạc, mày mê cá cược đúng không? Dám cá cược với cuộc đời mày không? Mày làm mẹ mày khổ. Cậu thua mày rồi. Ủa bộ con muốn chơi hả cậu? Con muốn chơi để con nợ hả? Hồi nhỏ cuộc sống của con đang sung sướng nè. Tự nhiên mà ẩm con về cái khỉ ho cò gái này làm cái gì? Rồi con không nghề nghiệp, không có học cao. Con phải cờ bạc để nuôi cuộc sống của con. Chứ ai nuôi? Cậu nuôi hả? Hay bà nuôi? Bà nuôi tôi được ngày nào? Mày mất dạy vừa rồi. Mày nghĩ bà đem mày về đây, bà sung sướng lắm hả? Nói cho mày biết, bà mà không đem mày về đây, cuộc đời mày còn khổ hơn nữa kìa. Như cục cứt. Cậu nói gì? Mày biết tại sao ba ẵm mày bỏ ba mày đi không? Ba không muốn mày thấy cảnh ba mày bị siết nợ, bán nhà. Ba đem nói cho mày biết đâu. Ba sợ mày hận ổng. Ba hay thiệt á. Lo cho ổng, bây giờ lo cho mày. Mà mày biết sao ổng nợ nần không? Cờ bạc đó. Mày muốn đi theo con đường của ba mày hả? Đi đâu á? Đi về nhà. À, không có chơi mét mẹ nha. Nha. Nói kìa anh hai. Mẹ nó nói vậy rồi. Đi đi. Dạ. Hai.
Mẹ, có gì mẹ nói với con đừng. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng im lặng vậy mẹ. Anh Hai à? Anh nghe nè. Em nhờ anh Hai một việc được không? Em cần bán gấp căn nhà này trong vòng 7 ngày. Anh Hai kiếm người giùm em. Thái à, mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không cho con được một cuộc sống đầy đủ giống như con mong muốn. Mẹ có lỗi với con. Không, không, mẹ không có lỗi gì hết á. Mẹ, mẹ nghe con, con xin lỗi mẹ, con xin mẹ lỗi. Mẹ biết rồi. Đây là cách duy nhất để em trả hết nợ cho thằng Thái. Và mẹ mong con hãy suy nghĩ lại, vì đây là lần cuối cùng mẹ có thể giúp con. Đừng sống như vậy nữa con à. Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Con xin lỗi mẹ. Thôi giờ con hiểu lầm mẹ. Với mẹ từ giờ chứ con không có cờ bạc nữa, con không cờ bạc nữa. Con ráng con đi làm, mẹ cũng đừng bán căn nhà hay cầm gì hết, để con đi làm con trả nha. Đừng có bán, đợi con, để con lo cho. Nhưng mà không bán, người ta cho có 7 ngày làm sao con lấy tiền đâu ra mà trả cho người ta. Hai mẹ con bình tĩnh nha. À, cậu có ý gì? Chuyện căn nhà con Thanh cũng đừng có bán. Để anh xây rồi anh trả nợ giùm Thái. Nhưng mà cái đó không phải là trả giùm nha. Cái đó là coi như thay vì mày nợ người ta thì mày nợ cậu. Đỡ được cái lãi thì đỡ. Rồi sau này chí thú làm ăn. Trả từ từ lại cho cậu. Dạ. Anh Hai nói thiệt đó anh Hai. Nhưng mà phải hứa với cậu là bỏ cờ bỏ bạc, chí thú làm ăn nha. Con ngứa với cậu. Con ngứa với mẹ con không chơi nữa, con sợ rồi. Hứa thiệt không á? Chứ nhìn mặt mày là cậu không có chắc ăn lắm ngàn. Con nói thiệt mà cậu không tin con. Giờ con cá không? Cá nhiêu? Cá nhiêu con cá nữa? Cá nữa hả? Ừ. Bỏ từ từ đi, bỏ từ từ đi. Đừng có thói quen mở miệng ra là cá nữa nghe chưa? Từ từ cũng bỏ, từ từ. Để coi như mọi chuyện xong xuôi hết. Bây giờ là, quan trọng là hai mẹ con nhận ra rồi thì coi như bắt đầu một trang sách mới. À, ăn Tết xong với nhau vui vẻ rồi qua Tết cậu kiếm việc làm cho mày ha, công việc đàng hoàng ha. Em cảm ơn anh Hai. Con học đâu có cao, sợ kiếm không được. Đừng có nghĩ như vậy. Mình không giỏi cái này mình giỏi cái khác. Bữa giờ á cậu đi với mày, cậu cũng thấy mày có nhiều cái tiềm năng mà hợp với một số nghề lắm. Có gì cậu giới thiệu cho. Ví dụ như là bây giờ con đi phát tờ rơi đi, cũng có tiềm năng lắm. Ủa sao phải tờ rơi là... Thì có cái gì nè. Cậu giỡn thôi. Con biết làm gì không? Con phải làm bartender. Pha chế đó. Đơ là... Đúng rồi. Pha chế con đâu biết pha con chế. Con lắc về là bọt nó lên nhiều lắm á. Lắc vậy nè. Không giỡn. Chọc tao hoài tao bỏ rồi. Thôi ăn Tết cho vui đi rồi kiếm công việc rồi. Cậu kiếm cho. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Hai. Làm gì ba không? Gì nữa? Thay vì nặng bài mình đi nặng mụn. Cậu. Come on.